Theo hướng dẫn tại công văn số 245 của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2022 của cán bộ công chức viên chức và người lao động, vào dịp lễ Quốc khánh năm 2022 tới đây sẽ được nghỉ từ ngày 1 tháng 9 đến hết ngày 2 tháng 9. Do ngày 2 tháng 9 rơi vào ngày thứ 6 của tuần làm việc nên cán bộ công chức viên chức sẽ được nghỉ lễ liên tiếp 4 ngày, kéo dài từ ngày thứ 5 1 tháng 9 đến hết ngày Chủ nhật 4 tháng 9. Như vậy, tổng số ngày nghỉ tối đa của dịp lễ này là 4 ngày, không phải hoán đổi ngày nghỉ. Lịch nghỉ được áp dụng đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội. Các cơ quan tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.